Chị Thảo ơi, hôm nay là mình điều trị lần thứ 3 của phương pháp BRB đúng không ạ? Đúng rồi em. Dạ, sau khi mình điều trị 2 lần á, mình thấy cái hiệu quả như thế nào chị ha? À, chị thấy da chị nó cải thiện cũng nhiều lắm á. Da chị nó đều màu hơn, nó sáng hơn, dạ. Nhìn cái da nó có sức sống hơn. Dạ, thì cái tình trạng nám của chị nó cũng đỡ đi nhiều đúng không ạ? Dạ. Đúng rồi. Dạ, thì bác sĩ ơi, bác sĩ có thể chia sẻ thêm cái tình trạng của chị Thảo cũng như là cái phương pháp mà chị Thảo đang làm cho khán giả hiểu rõ hơn được không ạ? Chị Thảo thì chị có cái nám chân sâu, nám tập trung ở cái vùng gò má này, hai bên rất là nhiều. Thì nám này nguyên nhân là do nội tiết tố thay đổi, thứ hai là do nắng mặt trời. Thì mình đã sử dụng đó là cái phương pháp mà huyết tương giàu tiểu cầu PRP, lấy máu tự thân. Mình tách chiết lấy cái huyết tương giàu tiểu cầu trong đó, sau đó mình cấy lên lại các cái vùng da bị nám và các cái vùng mà da nó yếu để làm cho da mình khỏe hơn, cho cái sắc tố nó đều màu lại cái da. Khi nó da khỏe đó, kết hợp với cái việc mình chống nắng kỹ đó, thì từ từ bắt đầu cái nám nó sẽ mờ dần đi, cái da mình nó đều màu lại và nó khỏe hơn. Thì hôm nay thì thấy mình thấy là cái da của chị nó sáng hơn này, cái vết nám nó đã mờ đi rất là nhiều. Thứ hai nữa đó là cái da của chị là nó khỏe, nó dày hơn so với cái bước đầu tiên chị tới. Bước đầu chị tới là da nó khá là mỏng và nó có cái mạch máu đi lội dưới da. Thì hôm nay mình đã thấy là cái da nó khỏe hơn rất là nhiều. Tiếp tục là hôm nay mình tiếp tục là điều trị lần thứ 3 để cho cái da nó cải thiện hơn nữa. Thì chị Hảo, chị có thể chị có thấy là cái trong quá trình làm đau không chị ha? Không, không có đau, chỉ hơi là tê, nói chung là ít thôi em. Dạ, làm xong 2 liệu trình thì đi ra bạn bè cũng khen mình nhiều lắm đúng không chị? Đúng rồi, nhiều người hỏi lắm, ai cũng hỏi chị giống như là sao mà dạo này xích cái gì, xài cái gì vậy đó. Chị cũng có chia sẻ là chị đến phẩm viện BB Thanh Mai. Dạ, thì để không làm mất thời gian của chị Thảo cũng như là của bác sĩ thì em xin mời chị Thảo cũng như bác tiếp tục làm liệu trình ạ. Dạ, mình tiếp tục làm liệu trình chị ha. Để có một làn da hết nám cũng như là đều màu da hơn với chị Thảo thì mọi người hãy liên hệ vào số hotline 1800 6617 hoặc nhắn tin trực tiếp cho BB Thanh Mai để được hỗ trợ tư vấn. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi buổi livestream ngày hôm nay. Hẹn gặp cả nhà vào buổi livestream tiếp theo nhé.